Cái bài thứ hai đó là bài biểu đồ chuyển dạ. Cái này thì chắc là sẽ không có giải quyết được hết cái mục tiêu trong cái bài giảng này đâu. Cái giới thiệu và các em sẽ về chúng ta đọc tiếp. Cái mục tiêu thứ nhất là chúng ta nắm được cái nội dung. Cái này thì gần như là lý thuyết, nó rất dễ. Sau khi nắm được nội dung xong thì chúng ta sẽ vẽ được biểu đồ chuyển dạ. Nó các em biết được nội dung, các em có một bệnh nhân, có một diễn biến chuyển dạ, chúng ta sẽ vẽ lên. Và phần thứ ba đó là phần phân tích nha. Ba phần như vậy. Bây giờ nhắc lại một cái vấn đề ở những cái này thì chắc là bỏ qua đi. Đi vào phần chính đi. Này, cả nhìn vào cái hai cái biểu đồ trên màn hình đó chính là hai cái biểu đồ chuyển dạ mà cái biểu đồ mà phía bên tại bên này á là cái biểu đồ mà trước đây chúng ta sử dụng, còn bây giờ thì chúng ta sử dụng theo cái biểu đồ này. Chắc là nhìn vào đây và giới thiệu các em luôn. Cái thứ nhất đó là chúng ta hiểu như thế nào gọi là biểu đồ chuyển dạ thì nó sẽ xuất phát như thế này. Cái thứ nhất đó là biểu đồ chuyển dạ này trọng tâm của nó là dành cho tuyến y tế cơ sở. Tất nhiên những tuyến trên thì người ta vẫn vẫn sử dụng được, nhưng mà trọng tâm của nó là y tế cơ sở đấy. Y tế cơ sở thì chỉ có cho phép đẻ được cái ngôi mà chúng ta vừa học, tức là ngôi chọn. Còn những cái ngôi mà không phải ngôi chọn thì họ không có đẻ được đấy. Hoặc là những cái ngôi mà mới chọn đẻ được, nhưng mà trong quá trình theo dõi chuyển giá mà cần phải sự hỗ trợ của các cái đơn vị chăm sóc tích cực, hoặc là sơ sinh, những trường hợp mà chúng ta đẻ mà có tiền hình giật này, thì có các cái bệnh lý kèm này, cần phải mổ lấy thai này, cần phải em bé non tháng ấy. Thì những trường hợp này thì cũng không phải là ưu tiên của biểu đồ chuyển giá nha. Đấy, thì quay lại là biểu đồ chuyển giá nó chỉ dành cho cái tuyến y tế cơ sở, và đó chính là cái chỉ định của cái biểu đồ chuyển dạ luôn. Tức là những trường hợp mũi chõm có thể đẻ được đứa nào thì chúng ta sẽ viết biểu đồ chuyển dạ. Nguồn gốc của nó thì trong quá trình theo dõi chuyển dạ thì các em sẽ thấy là nhiều lúc đôi khi một bác sĩ hoặc một nữ sinh người ta phải theo dõi một vài cái bệnh nhân đấy. Ví dụ như trong ngày trực này thì ông theo dõi được khoảng 10 bệnh nhân thì sẽ có một vài tình huống là chúng ta theo dõi biểu đồ chuyển dạ, theo dõi chuyển dạ mà chúng ta quên đi đấy. Ví dụ như cá này đáng lẽ là về mặt lý thuyết là ví dụ như 7 giờ nó phải mở được chừng này, 10 giờ nó phải đẻ, nhưng mà gì một lúc nhiều bệnh nhân quá chúng ta không có biết đâu là chúng ta quên mất tối đến 8 giờ, tối đến 12 giờ thì nó tăng cái biến chứng thai gì lên chẳng hạn thế đấy. Thì cái biểu đồ chuyển dạ này ra đời ấy, thì nó sẽ có một cái vai trò, đó là người ta sẽ đem các cái thông số của cuộc chuyển dạ và mã hóa và biểu hiện theo dạng biểu đồ đấy. Và trên biểu đồ đó thì người ta sẽ dựa vào những cái thay đổi trên biểu đồ, người ta có thể kết luận là cái biểu đồ này cuộc chuyển dạ này bình thường hay bất thường đấy. Và bình thường thì khi nào chúng ta xử lý, khi nào chúng ta buộc phải chuyển, khi nào chúng ta can thiệp đấy, nó sẽ làm cho nhân viên y tế nó sẽ có một cái trong đầu như thế đấy nhé. Nó tránh những trường hợp chúng ta theo dõi nó mải mê, chúng ta theo dõi và quên mất. Đó là cái nội dung biểu đồ chuyển dạ. Thế thì
Đây là một cái biểu đồ chuyển dạ mà hiện nay nó đang dùng. Chỉ nữa thầy sẽ trao đổi về cái biểu đồ này chị. Biểu đồ này thì có nhiều cái để ta trao đổi hơn, nhưng mà biểu đồ này thì hiện nay chúng ta dùng. Thì cái thứ nhất đó, các em sẽ thấy là một cái biểu đồ chuyển dạ đã là biểu đồ, không chỉ biểu đồ chuyển dạ mà đã biểu đồ thì nó sẽ có hai cái yếu tố, một cái trục tung và một cái trục hoành. Đấy, thì cái trục hoành này ấy, chính là diễn tiến của thời gian. Đấy, cái biểu đồ cũ ấy, thì người ta sẽ ghi đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho đến 24 giờ. Biểu đồ mới thì người ta không có nữa. Đấy, tại vì sao mà người ta ghi 24 giờ ở đây thì các em phải hiểu là nguyên tắc của một sản phụ mà khi mà chúng ta theo dõi chuyển dạ đẻ thì có một cái câu đó là không để sản phụ theo dõi đẻ mà nhìn thấy mặt trời mọc hai lần. Đấy, có nghĩa là gì? Có nghĩa là các em phải giải quyết cho bệnh nhân trong vòng một ngày bệnh nhân đã chuyển dạ, từ khi bắt đầu chuyển dạ đến khi đẻ ra thì phải ít hơn so với 24 giờ tiện. Nếu trên 24 tiếng là các em sai rồi đấy nhé, là một cuộc chuyển dạ có trục trặc rồi đấy. Và một câu nói hồi xưa bây giờ đến con nữa, bây giờ thì nó kết thúc nhanh gọn hơn, nhưng hồi xưa không để sản phụ được thấy mặt trời mọc hai lần hơn nữa đấy, thì tối đa của một cuộc chuyển dạ có thể, nhưng bây giờ thì nó ngắn hơn nên những cái biểu đồ chuyển dạ này nó không có cục thời gian, nó không ghi giờ cụ thể đấy. Và cái giờ mà từ 0, 1, 2, 3, 4 đến 24 này á, không phải là giờ trong ngày mà là chúng ta theo dõi được 1 giờ hay 2 giờ. Đấy, ví dụ như bệnh nhân ấy bắt đầu theo dõi lúc 7 giờ, bây giờ là 10 giờ thì chúng ta theo dõi mới được 4 giờ tiếng chẳng hạn thế. Đấy, là cái trục thứ nhất là trục hoành. Và trục thứ hai là cái trục tung này ấy, thì cái biểu đồ này nó sẽ tập trung vào cái pha xóa mở cổ tử cung, có nghĩa là khi cổ tử cung đóng kín để khi cổ tử cung mở 10 cm nhé. Đấy, thì thoạt đầu á thì cái trục tung này khi mà viết biểu đồ chuyển dạ này nó sẽ bao gồm cả pha tiềm tàng, pha tích cực. Pha tiềm tàng là khi cổ tử cung mở 0 đến 3 cm, pha tích cực là khi từ 3 cm đến khi mở hết. Thì bây giờ những cái biểu đồ chuyển dạ hiện tại á, thì người ta sẽ bắt đầu viết lúc cổ cung mở 4 cm là từ đây nhé, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bắt đầu viết từ đây. Đấy, sở dĩ có cái thay đổi này là bởi vì các em sẽ thấy là trong cuộc chuyển dạ thì pha tiềm tàng thì nó kéo tương đối kéo dài. Đấy, nhiều lúc đôi khi chúng ta chẩn đoán nhầm nữa, bệnh nhân lên một vài cơn go và các em tưởng tượng đó là chuyển dạ, các em vào viện biểu đồ vào viện hoài mà nó vẫn chưa vào chuyển dạ tích cực được, nhưng mà chúng ta chẩn đoán sai. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là ở cái pha tiềm tàng này thì những cơn go nó rất ít, và cơn go này thưa, và khi cơn go thưa thì cái bất thường chuyển dạ nó chưa bộc lộ lên được, thai nó chưa suy để tiền điện chuyển dạ nó, tức là ý thầy muốn nói ở đây ở cái pha tiềm tàng này thì nó không có cái nhiều thứ để mà nói ở đây, chỉ có pha tích cực khi mà cơn go tử cung nó nhiều lên thì bắt đầu cuộc chuyển dạ nó mới lộ ra cả cái điểm bình thường hoặc bất thường ở đây. Bởi vậy mà cái biểu đồ chuyển dạ này nó sẽ bắt đầu biến từ khi cổ cũng mở 4 cm đây, và cái trục tung này chính là cái độ mở của cổ tử cung. Các em nhìn vào đây có chữ X, giờ tài liệu ra có chữ X bắt đầu từ 4 cm đến khi mở 10 cm là mở hết nha. Đấy, như vậy thì hai trục là một trục thời gian, một trục độ mở cổ cung. Vậy thì cái mục tiêu thứ nhất đó là nội dung của biểu đồ chuyển dạ là gì? Ở đây nó có 3 cái nội dung. Nội dung thứ nhất đó là thai. Đấy, thì bao gồm tim thai, những ổ đồ trong khớp mẹ, đó là những cái thay đổi về hoàn toàn phụ vân. Và cái cuối cùng đó là chuyển dạ. Chuyển dạ thì nhìn là độ mở cổ tử cung, tiến triển của ngôi và cơn go tử cung. Ba yếu tố như vậy. Thì sẽ có một vài cái yếu tố mà nó động, ví dụ như tức là yếu tố mà nó không có tĩnh nhé, ví dụ độ mở cổ cung là yếu tố thay đổi, ngôi là thay đổi này, đấy, cơn go thì cũng là thay đổi nhé, sẽ có một vài yếu tố nó sẽ thay đổi trong quá trình chuyển dạ. Đấy, rồi thế thì khi mà biểu diễn á,
thầy sẽ giới thiệu các em từng phần. Phần thứ nhất là tim thai thì nằm ở ô này, nó sẽ đi từ 60 đến 200. Đấy, thầy sĩ nữa sẽ hướng dẫn cách viết. Hai nữa là tình trạng ối và đồ trong khớp, tức là nó nằm ở ô này. Đồ mở cổ tử cung và đồ lọt của môi, tiện tuyến của môi thì nó nằm ở cái vùng này. Cơn go tử cung thì nó nằm ở đây. Và những cái đặc điểm về mẹ thì nằm ở đây. Cái này hoàn toàn viết giống như điều dưỡng, tức là mạch, huyết áp, thân nhiệt, vân. Ví dụ như huyết áp thì chỉ hiểu thế này. Đấy, thì chính là giới thiệu về cái nội dung biểu đồ. Bây giờ cách viết này. Thầy tạm thời thầy lấy cái biểu đồ cũ nhé, không vì cái gì đây. Cái thứ nhất là khi viết biểu đồ dưỡng già thì các em điền các cái thông tin vào. Đây đơn giản đấy, họ tên, số lần mang thai, số lần sinh. Đấy, giữa số lần mang thai ở đây là 3 lần, số lần sinh ở đây là 2 lần. Hoặc một số các em viết para ở đây nhé, para 1001, 1002 thì gì đấy. Số nhập viện với cái ID của bệnh nhân, ngày nhập viện, thời gian nhập viện. Mang ổi đã vỡ, lưu ý đấy nhé. Mang ổi đã vỡ, ví dụ ổi vỡ lúc 8 giờ, ổi lúc 12 giờ, tức là khi mà bệnh nhân vỡ ổi thế nào thì chúng ta biết khi đó. Biết qua đây là một, cái thứ nhất là một. Cái thứ hai là thời gian. Cái biểu đồ chuyển giao mới thì nó có một chút khác, nhưng cách chuyển thời gian hoàn toàn như nhau. Một ô thời gian này thì trên này thì nó sẽ có hai ô nhỏ, có nghĩa là một cái ô này sẽ từ 11 giờ nhé. Bây giờ thứ nhất, giờ thứ hai, giờ thứ ba, giờ thứ tư, giờ thứ năm, vân vân. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một cái cách làm tròn, bởi vì các em thể viết đây là 4 giờ 15 phút, hoặc là 6 giờ 27 phút, hoặc là 7 giờ 47 phút, chúng ta thể viết chính xác như vậy. Và đương nhiên trong quá trình khám á, thì các em cũng thể là phải chờ đến chính xác 5 giờ khám để viết biểu đồ. Không cần như thế, chúng ta có thể khám bất cứ thời điểm nào, nhưng mà nhớ là khi khám thì phải làm tròn. Đấy, làm tròn này thì không phải là một cái gì mà khó khăn lắm, bởi vì các em khám một bệnh nhân thì thường chúng ta sẽ mất 15-20 phút thì nó cũng sẽ hoàn toàn phù hợp thôi. Ví dụ như tại thời điểm 4:35 các em khám 4:35 đến 4:45 thì các em làm tròn lên 5 giờ, hoặc là các em khám lúc 5:25 thì các em làm tròn xuống 5 giờ được, không có vấn đề gì cả. Đấy, ví dụ các em khám 5:25 thì các em khám nhiều quá để 5 giờ để 6 giờ kém đấy, thì 6 giờ kém, ví dụ như là 6 giờ kém 10 thì các em có thể bị 6 giờ được. Tức là cái này là một cái mà chúng ta hoàn toàn linh động được theo nguyên tắc như thế này. Trước số 35 thì làm tròn xuống đi lui, mà trên số 35 thì làm tròn tới chẳng hạn thế. Và ví dụ như trong cái thời điểm này các em viết lúc 5 giờ thì 5 giờ các em sẽ viết ở đây, và các thông tin của 5 giờ thì các em sẽ viết ở cái ô đầu tiên như thế này. Như vậy á, thì ô sẽ thông tin thứ hai 6 giờ sẽ nằm đây, 7 giờ, 8 giờ dần dần nhé. Đấy, là tiếp theo. Ví dụ 10 giờ thì 6, 7, 8, 9, 10 ở đây thì các em sẽ viết lên đây. Tương tự như thế. Đây là cách thứ nhất là cách viết giờ này. Cái thứ hai, tim thai này của cho đều trong xó thì đây. Tim thai thì thường thường sẽ viết bằng dấu chấm thế này, mực đen, mực đỏ, mực vàng gì được, tùy các em. Đấy, thì tại thời điểm 5 giờ, ví dụ như đây, tại thời điểm 5 giờ tim thai 140 các em sẽ chấm lên đây. Tại thời điểm 9 giờ tim thai 150 các em chấm vào đây. Và các thời điểm này thì bao nhiêu chấm, sau đó thì chúng ta nổi lại như thế này. Vì khi nổi lại á, thì các em nhìn vào các em sẽ thấy cái biểu đồ tim thai nó đều. Còn nếu mà chúng ta chỉ có chậm chậm xong mà nó không có nổi lại được thì chúng ta sẽ không biết là diễn biến tim thai nó như thế nào. Đấy nhé, cái này hoàn toàn biểu hiện giống như mạch vậy. Cái này thì thầy cũng chưa cập nhật cái biểu đồ chuyển giao mới này. Đấy, nhưng mà rất dễ khi chúng ta hiểu vấn đề thôi. Đồ trong xó bài được thầy cũng đã giảng rồi. Bình thường giữa hai cái xương xó nó sẽ có một cái khóa chúng ta sờ được. Nếu như chúng ta sờ được đồ trong khoảng zero. Trong quá trình đầu á, thì
cái xương nó sẽ áp sát vào nhau. Cái này cũng giống như các em tưởng tượng các em đi qua một cái cửa, mà nếu như các em rộng rãi quá em đi thoải mái thì cần phải áp lại, nhưng mà nếu chật ấy, thì chúng ta phải co người lại, thì chỉ cái co người lại này nó sẽ làm cho các cái mảng xương này sát vào nhau. Thì nếu như các cái mảng xương mà tình tiện sát nhau, chúng ta khó sờ được cái rãnh liên khớp. Một cộng hai cộng có nghĩa là gì? Không chỉ tình tiện sát với nhau mà chồng lên nhau nữa. Đấy, nó giống như các em tưởng tượng chúng ta lập ngói vậy. Đấy, thì là sẽ hai cộng còn ba cộng. Đấy. Cái yếu tố thứ hai là tình trạng ối. Cái này thầy không có biết trong cái tài liệu cập nhật của các em thì được miêu tả như thế nào. Nhưng mà bản chất của vấn đề là như thế này. Nước ối thì chúng ta chia ra hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đã vỡ hay là chưa vỡ. Đấy. Một số cái tài liệu á, thì sẽ làm chi tiết hóa cái việc các cái thông số, nhưng một số tài liệu khác thì nó chỉ chung chung. Ví dụ nếu như ối vỡ thì người ta có thể ký hiệu chữ C, có nghĩa là ối còn. Đấy. Nhưng một số cái tài liệu á, khi mà ối chưa vỡ thì người ta bắt mình phải phân tích cái đầu ối. Thì nước ối thì nó rất đơn giản, nó chỉ có hai cái tình huống thôi, ối phồng và ối dẹt. Đấy, thì nếu như người ta yêu cầu mình chỉ hiểu ối phồng, trong tờ trong cái nội dung người ta yêu cầu ối phồng thì em hiểu chữ P, ối dẹt các em hiểu D. Còn nếu người ta không bắt chi li như vậy, người ta chỉ cần mình xác định là còn hay vỡ thì các em hiểu chữ C, có nghĩa là còn. Nó rất đơn giản. Trong trường hợp ối vỡ thì chúng ta sẽ buộc phải quan sát. Thứ nhất là có quan sát được nước ối không, bởi vì một vài tình huống là nước ối khi vỡ thì nó chảy ra hết, nó không còn. Nếu như chúng ta không quan sát được, các em chỉ hiểu chữ K, nghĩa là không. Nếu như quan sát được á, thì sẽ có một số ký hiệu. À, thứ nhất nước ối bình thường, tức là nước ối màu trong lợn cờ gây đồ như đấy anh nhé, các em hiểu chữ T. Một số trường hợp nước ối có lẫn phân su, những ối xanh hoặc vàng, các em hiểu chữ X. Một số trường hợp nước ối lẫn với máu, các em hiểu chữ M. Đấy, thì tùy vào từng tình huống như thế, nhưng mà đa phần cơ bản là chúng ta hiểu vấn đề chúng ta này. Đấy, đó là phần nước ối và đồ trong trong sọ. Hay là ví dụ ta thì điểm 5 giờ, nước ối còn, đồ trong khớp là zero. Ta thì điểm 7 giờ, ối đã vỡ và đồ trong khớp là 2 cộng nha. Đấy, rất dễ thôi, không có gì khó cả. Nó toàn rằng mẹ, những cái này chỉ hiểu ý chán giống như chúng ta học về điều dưỡng vậy. Sử dụng thuốc này, các cái thuốc chúng ta dùng đây, mạch chúng ta dùng chấm, huyết áp thì tâm trương, tâm thu chúng ta như thế này, rồi các cái thông tin ở đây và mạch thì chúng ta chỉ hiểu như thế này nhé, hoàn toàn giống như cái việc mà chúng ta học về mặt điều dưỡng. Ở đây lưu ý cho thầy đó là lượng thì tốt nhất các em lượng hóa bằng mili trên giờ. Ví dụ như các em bắt đầu theo dõi lúc 8 giờ mà bệnh nhân tại thời điểm 8 giờ thì bốn ui giời ơi chuẩn bị hết pin 4 tiếng trước đó thì nó tiểu được 400 ml, thì có nghĩa là 1 giờ thì sẽ tiểu được 100 ml, thì các em chỉ hiểu đây nha. Và sau đó 4 tiếng sau thì các em lại theo dõi bao nhiêu đấy. Đấy. Rồi cái thông tin này thì sẽ diễn giải nó tương đối khó hơn xíu về các cái thông tin chuyển dạ. Thứ nhất đó là cổ cân đo tử cung. Cân đo tử cung thì người ta sẽ quan tâm đến hai cái chỉ số. Cái chỉ số thứ nhất đó là thời gian đo, và chỉ số thứ hai đó là tần số cân đo trong 10 phút. Thì các em sẽ thấy ở cái phần mà cân đo tử cung ở đấy á, thì nó sẽ có 5 ô. Thì nếu như mà đo một cơn thì các em chỉ hiểu là vẽ cái ô là một cơn, có hai cơn thì độ cao là hai cơn hai dòng, ba cơn thì ba dòng, bốn cơn bốn dòng, năm cơn năm dòng, nó rất dễ. Cái thứ hai nữa là các em xác định cái thời gian đo, ví dụ như đo dưới 20 phút thì các em sẽ để trống, đo từ 20 đến 40 phút thì chúng ta chậm hoặc cái chéo gì đây, xem trong cái biểu đồ người ta chỉ hiểu như thế nào thì chúng ta làm như thế đấy. Đấy, ví dụ như đo bộ trên 40 thì bôi đen này này, bôi đen này sở dĩ thầy vẫn cái đề bôi đen này, nhưng mà thực sự trên lâm sàng thì
nó không đúng gì cả với cái em biết rồi. Theo dõi chuyện già tức là chúng ta theo dõi một cái tình huống cấp cứu mà ngồi một tô đen như tô màu như thế này thì hoàn toàn nó không đúng. Thì các em sẽ dựa vào cái chỉ hiệu đầu này và chúng ta sẽ xác định tương ứng. Ở đây đó là số dòng tức là cứ ngó đi 10 phút và nội dung cái vòng dòng này ấy, là thời gian gọn. Đấy. Rồi. Cái đồ mở cổ tử cung. Thì nhắc lại này, những cái biểu đồ mới á thì chúng ta viết từ 4 cm tức là sẽ viết từ đây. Có nghĩa là biểu đồ mới thì nó sẽ đi từ cái 9 giờ này về sau thì nó có phần đầu. Nhưng mà cách viết á thì cổ cung mở bao nhiêu thì các em viết bấy nhiêu thôi. Ví dụ tại thời điểm 5 giờ cổ cung mở 3 cm. Xin lỗi vì 3 cm thì cái biểu đồ mới này không có viết nữa, nhưng mà ví dụ chúng ta viết 3 cm thì các em chỉ hiểu x thì 30 chẳng hạn thế tại thời điểm 5 giờ. Nhưng mà đây là cái biểu đồ cũ nhé, biểu đồ mới thì các em sẽ viết đường báo động này. Ví dụ như là 4 cm viết đây, 5 cm ở đây, 6 cm, 7, 8 viết trên cái đường này. Thầy sẽ giải thích tại sao mà chúng ta buộc phải viết trên cái giờ này sau. Nhưng mà không viết bên này nhé, cái này là cũ mà chúng ta phải buộc viết trên cái đường báo động này. Đấy. Rồi, cái này thì là đồ lọt minh họa. Đấy, đây là eo trên này nha. Đầu cao là đầu 5 trên 5, lúc đầu xuống dần 4 trên 5, chạm trên 3 trên 5, lọt 2 trên 5. Cái này giống thủ thuật thứ tư Leopold mà lúc nãy thầy vừa nói đấy. Đấy, lý giải về mặt hình học là nó như thế này. Thì trong biểu đồ chuyển nhà thì người ta sẽ sử dụng cái đánh dấu này. Rồi, đồ lọt sẽ ký hướng bằng chữ X, cao nhất đó là 5 đến 5 và thấp nhất là 0 đến 5. Có nghĩa là nó sẽ từ cái ô này, thì khi mà chúng ta viết đồ mở cổ tử cung ngang như nào thì chúng ta sẽ viết đồ lọt ngang như đó thôi. Ví dụ ở tại thời điểm 5 giờ đầu lọt 5 đến 5 thì các em sẽ viết ở đây là theo cái biểu đồ mới nha, viết từ cái đường này nên là đồ lọt nó sẽ đi cùng với cái đồ mở cổ cung luôn. Đấy. Rồi. Cái này không cần đâu. Rồi, giải thích thứ hai. Tại vì sao mà chúng ta biết biểu đồ chuyển dào ở trên cái đường báo động này? Cái lý do là thế này. Các em sẽ thấy là một cuộc chuyển dào bình thường á, thì tốc độ mở cổ cung nó sẽ tối thiểu phải đạt 1 cm trong vòng 1 giờ. Đấy, nếu như mà chúng ta mở chậm hơn có nghĩa là cuộc chuyển dào nó kéo dài sớm hơn là bình thường. Đấy, thì cái đường báo động này chính là cái đường biểu diễn tốc độ mở cổ cung 1 cm trên 1 giờ. Hay nói cách khác đấy chính là một cái đường giống, một cái mốc để các em phân biệt một cuộc chuyển dào bình thường hay bất thường. Bình thường thì cái biểu đồ chuyển dào nó sẽ nằm ở đây, nó sẽ đi vào ở cái vùng này. Bất thường thì nó sẽ đi qua cái vùng này nha. Ví dụ như theo dõi một dài lâu mở quá thì chúng ta sẽ viết biểu đồ nó sẽ làm qua cái phía bên phải này, và người nhìn người ta chỉ cần nhìn vào đây và người ta biết được là à, các em chuyển dạng bất thường rồi. Đấy, ở biểu đồ chuyển dạng có một cái đường thứ hai nữa, đó chính là cái đường hành động. Cái đường này á thì cho chúng ta biết là nếu cuộc chuyển dạng bất thường thì xử lý như thế nào. Thì người ta cho mình 4 tiếng. 4 tiếng ở đây là chúng ta chuyển tuyến, chúng ta tìm nguyên nhân, chúng ta xác định nguyên nhân gì gì đấy. Sau 4 tiếng buộc phải xử trí. Tất nhiên là trước 4 tiếng thì chúng ta xử trí thì tốt hơn, nhưng mà có một vài trường hợp chúng ta xử lý kịp thì chúng ta có thể sau 4 tiếng. Đến cái khi mà cắt cái đường hành động này thì các em buộc phải xử trí. Nếu như chúng ta không xử trí có chuyện gì xảy ra thì cái lỗi là lỗi nhân viên y tế nha. Đây chính là một cái hay của biểu đồ chuyển dạng, cho mình biết là à, bất thường rồi, anh đã bị bất thường mà anh can thiệp thì còn gì để nói nữa nha. Đấy, thì quay lại tại vì sao mà cái đường biểu diễn chúng ta buộc phải giọng lên đây, vì khi mà giọng lên đây ấy, thì chúng ta mới so sánh được là cái đường của mình nó bình thường hay bất thường nha. Đấy, nếu như mà các em mà giọng lên đây hoặc là giọng chỗ khác ấy, thì chúng ta sẽ không có biết là à, đi như thế nào. Đấy rồi.
Đây, em bỏ cái phần rửa qua tiệm vàng đi. Thì một cái minh họa là ví dụ biểu đồ chủ nhà viết lúc 5 giờ cổ cung mở 6 cm, thì các em sẽ viết ở đây và chúng ta viết tiếp biểu đồ chủ nhà như thế này nhé. Rồi, cái phần đường này các em bỏ này. Bây giờ chúng ta minh họa tại thời điểm 9 giờ cổ cung mở 5 cm, độ mở cổ cung, cái đầu vị trí đầu là 3 đến 5 đấy. Thì 12 giờ thì cổ cung mở hết đầu 1 trên 5, thì các em sẽ biểu diễn như này, biểu diễn như này, tinh thai mạch mẹ tất cả thông tin ở đây nhé. Còn cái phần trước này thì trước đây là buộc phải viết cái chuyện pha, sau này thì cần nữa chúng ta viết trực tiếp lên đây luôn đấy. Cái này thì cái bài giảng này của thầy thì cái một vài chuyện dưới thì người ta vẫn khó cái này, vẫn hỏi cái này đấy, nên là đưa vào giải thích cho người ta cho rõ. Nhưng mà thường thường ấy, bữa nay thì cái phần tiệm vàng nó cũng còn, nó bắt đầu viết cổ cũng mở 4 cm rồi, chúng ta sẽ bắt đầu viết từ đây rồi. Rồi, ví dụ nhé, đây đây là một cái, các em sẽ thấy một cái ví dụ, một cái tình huống biểu đồ chủ nhà. Ví dụ như Nguyễn Thị A này, A là 0010 bao nhiêu tuổi đó, bắt đầu ghi lúc mấy giờ, ổi chưa vỡ. Họ bắt đầu ghi lúc 5 giờ này nhé. Thì các cái thông số 5 giờ nó viết ở đây, ví dụ như tim thai, những ổi dẹt, những ổi con, cổ cung ở 2 cm, đầu 4 trên 5, cân ngo tử cung 3 dòng thì có nghĩa là gì? 3 cơn trên 10 phút, chậm chậm này có nghĩa là một cơn kéo dài từ 20 đến 40 giây nhé. Mạch huyết áp tim thai ở đây đấy. Thì những cái biểu đồ cũ người ta sẽ theo dõi từ đây, còn biểu đồ mới ấy, thì các em sẽ theo dõi từ cái phần bên này, tức là từ lúc mà người ta cổ cung mở lúc 5 phân. Nếu như 4 phân thì các em viết 4 phân, 5 phân viết đây, 6 phân viết đây, 7 phân viết đây, nó tùy vào tình huống nhé. Chứng thể là tất cả mọi ca đều phải bắt đầu viết lúc 4 phân, vì sẽ có những ca chúng ta bắt đầu viết lúc 5 phân, có những ca chúng ta viết 4 phân, có những ca thì đã 6 phân rồi. Thì các em tùy vào cái độ mở cổ cung để chúng ta biểu diễn đây, và tất cả các cái thông số mà lúc thời điểm chúng ta viết đều nằm đây cả nhé. Ví dụ như ca này phần trước chúng ta xem như bỏ qua, chúng ta sẽ viết là theo biểu đồ mới là lúc 9 giờ cổ cung mở 5 phân, cái chữ x vào đây, đầu 3 đến 5 ở đây, ôi vợ và trong ở đây, trong khớp zero, tim hai là 140, cân ngo tử cung là 4 cơn trên 10 phút, và huyết áp thường 11 giờ và 13 giờ thì cổ cung mở hết, ổ trong đầu trong khớp 1 cộng tim hai thế này, rắn đẻ ngo tử cung thế này, và sau đó ở đây viết ra nhé. Đó là một cái biểu đồ chuyển dạng. Thế bây giờ thầy ví dụ thêm một cái biểu đồ nữa, nếu như có thời gian ngồi sửa những cái này hay lắm, nó phân tích. Rồi, hay lại một ví dụ nhé. Em bỏ cái phần pha tiềm vàng đi, chúng ta sẽ đi vào lúc 10 giờ. 10 giờ thì cổ cung mở 4 cm, người ta đánh dấu x ở đây này, đầu cao 5 trên 5, ổi còn và dẹt kiểu chữ D, đối trong khớp là 0, tim thai là 140, cân ngo tử cung là 2 cơn trên 10 phút, và một cơn thì kéo dài dưới 20 giây, mạch huyết áp bình thường. Đấy, là chúng ta sẽ viết như thế này. Bệnh nhân này 4 tiếng sau viết tiếp rồi diễn giả, tức là 14 giờ. Lúc này thì cổ cung vẫn 4 cm, đầu vẫn 5 đến 5. Ối vợ, ối trong, kiểu chữ T, T là trong, độ trong khớp là zero, tim thai thì bình thường, cân ngo tử cung thì bây giờ giảm xuống còn 1 cơn trên 10 phút, và 1 cơn thì kéo dài 20 giây, lúc 14 giờ, tất cả cái này thì bình thường. Các em sẽ nhìn vô đây, các em sẽ thấy cái biểu đồ chuyển nhà nó đi vào vùng này là bất thường rồi này, nó phải đi lên vùng này mới bình thường, đi vào vùng này bình thường là bất thường rồi. Chúng ta khoan nói đến nguyên nhân, khoan nói đến cái xử trí cái đã, chúng ta sẽ theo dõi tiếp 4 tiếng sau nữa, lúc 18 giờ. Cân ngo tử cung 2 cơn trên 10 phút, và mỗi cơn cũng dưới 20 giây. Cổ cung thì mở từ 4 cm lên 6 cm, nhưng mà đầu vẫn ngón 5 trên 5, tức là đầu vẫn cao. Ối vợ thì trong, vẫn trong, đồ dòng khớp zero, tim thai bình thường nha.
hoàn toàn cũng chưa xử lý gì cả. Đến 18, 19, 20, 21, 3 tiếng sau, cơn ngon tử cung tăng lên 3 cơn đến 10 phút, và mỗi cơn thì 20 đến 40 giây. Cổ cung thì vẫn 6 cm, đầu thì từ 5 xuống 4, đầu 4 là vẫn còn rất cao. Ổi thì vỡ bắt đầu, các em kiểu thấy có chữ X ở đây, có nghĩa là ổi bắt đầu xanh. Các em thấy tim thai nó bắt đầu giảm 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 xuống đây là trong nha. Đấy, và bệnh nhân này đi mổ lấy thai được một em bé là 2 kỳ tạo. Đây nha, đây là một cái biểu đồ. Thầy sẽ phân tích cái biểu đồ này luôn cho các em. Thứ nhất, đó là điểm thứ nhất, chúng ta nhìn vào chúng ta cho nhắm mắt nói bình thường hay bất thường cái đã. Đấy, thì cái việc chúng ta đọc lại cái biểu đồ này thì nó đề gì, cái việc của chúng ta là khi mà chúng ta nhận ra bất thường chúng ta phải xử trí trong lâm sàng. Nhưng mà thôi, cái việc đó là khoan đã, thời nhìn biểu đồ này phân tích thấy là cái biểu đồ chuyển giao khi mà nó qua cái phía bên phải của đường bạo động, em nằm suy nghĩ trong đầu chúng ta đặt ra một câu thẳng, một câu đó là bất thường. Và cái việc đây chúng ta là không phải theo dõi nữa, mà chúng ta tìm nguyên nhân tại vì sao bất thường ở đây nhé. Đây là một này. Đấy, cái thứ hai nữa, các em sẽ nhìn thấy đây là một bệnh nhân mà đã có tiền sử đẻ một lần rồi, không ra, và tổng lượng thai ở đây là 2 kỷ 8, được ổi và tim thai tất cả mọi thứ đều bình thường, mà phải bị đi mổ lấy thai do cái tim thai suy và ổi xanh. Được chưa? Đấy, thì lý do đấy là chúng ta phát hiện cuộc chuyển dạ bất thường mà chúng ta không xử trí, chúng ta tiếp tục theo dõi và theo dõi như vậy, theo dõi chặt thai suy thôi. Đấy, vì cái thai nó không thể nằm trong cái tiểu khung lâu được. Đấy, và cái vấn đề ở bệnh nhân này, các em sẽ thấy cơn ngon tử cung ở đây là nó rất thấp. Đấy, bởi vì chính cơn ngon tử cung nó thấp nên là cái cổ cung nó không có mở ra được nữa. Đấy, mà không có mở được, thai nó không xuống được thì nó làm cuộc chuyển dạ kéo dài. Thấy chưa? Bởi vì cổ cung mở 4 phân mà cơn ngon chỉ có một cơn đến 10 phút thì nó không phù hợp với giai đoạn lâm sàng. Và nếu như đoạn đấy mà chúng ta tăng lo lên thì cuộc chuyển dạ này nó chắc chắn nó sẽ đẻ được, vì em bé nó nhỏ 2 kỳ 8. Đấy, thì nhìn vào cái biểu đồ này, cái thứ nhất đó là chúng ta nhìn thấy là bất thường, là một nguyên nhân bất thường đấy là cơn ngon tử cung nó không có phù hợp với chuyển dạ. Và cái thứ ba nữa là chúng ta không có xử lý phù hợp nên là dẫn đến một cuộc mổ lấy thai trên một ca mà hoàn toàn có nguy cơ gì cả, thai nhỏ không ra dễ đẻ, tất cả mọi thứ bình thường đấy nhé. Thì cái này người ta gọi là chuyển dạ kéo dài do cơn ngon, rối loạn cơn ngon tử cung dẫn đến thai suy. Đấy, và khi mà chúng ta phân tích nguyên nhân mổ thì chúng ta sẽ thấy chúng ta xử lý sai. Đấy, rồi ngắn gọn thế cái đã. Có rất nhiều cái tình huống khác nữa nhưng mà tạm thời là chắc là máy của thầy sắp hết pin rồi, còn 2% thôi. Tạm thời là dừng ở đây cái đã. Chắc là tạm thời dừng ở đây các em hãy. Bài ngày hôm nay thì nó hơi dài đấy, dài cũng mệt thôi, mà học chắc cũng mệt. Đấy, thôi các em tạm thời nghỉ cái đã. Cái phần này thảo luận của cái bài này thì trong quá trình này các em có vấn đề gì thì cứ nhắn tin cho thầy, thầy sẽ phản hồi. Hoặc là ví dụ như có đến bài sau dạy thì thầy sẽ trao đổi kỹ. Bây giờ mạch sạc hết pin này, đem sạc nữa thì nó mất thời gian vậy. Lỡ nghỉ ở đây được chưa? À, thầy ơi, thầy thể cho Mọi em người số có điện ý kiến thoại gì để không? em xin số lái được không ạ? Rồi, thầy gửi email vào đây nhé. Tờ mờ link này.